Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn công thức cách may quần bà ba, hay còn gọi là quần lưng thun đáy giữa. Quần có hai mảnh và mình làm lưng thun liền. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thiết kế. Thì đầu tiên các bạn cũng kẻ một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang. Đường thẳng này là đường vải gập đôi. Mình đặt điểm này là điểm A. Và tiếp theo, chúng ta sẽ tính là dài quần. Dài quần của mình ở đây là mình cho là 92. Thì dài quần sẽ bằng là số đo. Số đo của mình là 92. Mình đặt điểm này là điểm B. Và mình sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc, bắt đầu từ điểm B. Tiếp theo chúng ta sẽ tính hạ đáy. Hạ đáy thì bằng vòng mông chia cho 4 và cộng cho vòng mông chia cho 10. Vòng mông của mình ở đây là 90, chia cho 4 thì được 22,5. Và cộng cho vòng mông chia 10, 90 chia 10 được 9 thì 22,5, cộng thêm 9 nữa thì bằng 31,5. Và chúng ta cũng kẻ một đường ngang vuông góc. Mình sẽ đặt điểm này là điểm C. À, bước tiếp theo chúng ta sẽ tính là ngang đáy. Ngang đáy thì cũng bằng vòng mông chia cho 4 và cộng cho vòng mông chia cho 10. Vòng mông của mình là 90, chia cho 4 thì được 22,5. Và cộng cho vòng mông chia cho 10, 90 mà chia cho 10 thì được 9, 9 mà cộng cho 22,5 thì bằng là 31,5. Và mình đặt điểm này là điểm D. Từ điểm D này chúng ta sẽ tính vào đáy. Vào đáy thì bằng vòng mông chia cho 20. Vòng mông của mình là 90, chia cho 20 thì chúng ta sẽ được là 4,5. Và mình đặt điểm này là điểm Y. Tiếp theo, từ điểm A này chúng ta sẽ tính qua là ngang lưng. Ngang lưng thì bằng vòng mông chia cho 4 và cộng thêm cho 2 xăng. Vòng mông của mình là 90, chia cho 4 thì được 22,5. Và cộng thêm 2 xăng nữa thì bằng 24,5. Và mình sẽ nối điểm G và điểm Y lại với nhau. Và ta chia đoạn thẳng GY này ra 3 phần bằng nhau. Sau đó mình sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Mình đặt điểm này là điểm H. Và mình nối hai điểm lại với nhau. Tiếp theo mình sẽ chia đôi đoạn thẳng này ra. Mình đặt điểm này là điểm Y. Mình sẽ nối Y và Y lại với nhau. Mình sẽ nối hai điểm Y và Y lại với nhau. Và cái đoạn thẳng này thì chúng ta cũng chia ra làm hai phần bằng nhau.
Và bây giờ mình sẽ vẽ vòng đáy. Đoạn thính đơ y chúng ta chia ra làm hai phần bằng nhau. Và mình đặt điểm này là chính F. Tiếp theo chúng ta sẽ tính ngang lai. Ngang lai thì từ điểm B này chúng ta sẽ tính vang. Ngang lai thì bằng vòng lai chia cho 2. Vòng lai của mình là 40, chia cho 2 thì được 20. Và chúng ta sẽ đặt điểm này là điểm bơ phẩy. Mình sẽ nói hai điểm bơ phẩy và ép lại với nhau. Sau đó ta chia đoạn thẳng bơ phẩy và ép này ra 3 phần bằng nhau. Và mình sẽ vẽ cong lại cái đoạn sườn trăm như thế này. Mình cho thêm đường may ở lưng là 3 xăng. Và ở vòng đáy là 1 xăng. Mình vẽ luôn đường may. Chỗ lưng thì chúng ta sẽ đá đuôi cá ra như thế này một chút. Và sườn trong thì chúng ta cũng cho đường may là 1 xăng. Và mình cũng vẽ đường may luôn. Và lai thì chúng ta cũng cho đường may là 3 xăng. Ở vị trí phía sườn thì chúng ta sẽ đá đuôi cá ra như thế này một chút. Và bây giờ thì mình sẽ kích ra luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video này hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn.